Tại vì cái này là cái này là người ta đập như vậy đó là mấy anh em mà người ta đi cắt lúa, người ta cắt lúa rồi người ta đem về người ta đập người ta lấy rơm để nuôi bò. Ấy đây, mình sẽ quản ta này. Thật bà hoi chơi mưa. Ừ. Hoi chơi mưa phun sọc nó chia chân luôn nơi mấy. Nhập nè. Thật phụ tà le chung mới phụ tà hưu trở anh chân kê. Phùm nên sợ ban thọt đấy nè. Ở đây người ta đập lúa giữa đường luôn.
Bên đây là làng Sóc Chui. Lúa này lúa ruộng trên, có nghĩa là lúa người ta trồng ở trên này là mấy cái ruộng mà gần đường nước thì còn làm lúa được. Thế nói chung là ruộng trên mùa này là khô rang hết rồi, chỉ có là gần cái đường nước. Ta đập cái dáng mà. Sống trong làng rồi chị nó vẫn đang vũ lúa nó kẹt ở trong cái đó bó rơm phải vũ rồi. Ôi, bàn châu không biết ấu chứ. Má nắp. Cái mắt nó nháy á. Dỡ bắn trục xoay kia dân vô chùm bay. Vâng. Vâng, cho bọn. Thời đi bên trận này cắt. Thời bó thì chẳng dần cho đây đập. Đập rồi mới cho bọn. Đập lúa truyền thống. Dạ. 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 Thế này thì mình không có lấy tiền công, mình chỉ nhập đến lấy thôi. Cô Đạo Minh Sơn đâu đây? À, tụi đây cho ông Đạo Minh Sơn đó. Đây bà mọt bà suy á, ngoài tao nè, ông xem. Ờ có một cái man mới á, man mồi.
Thank you.